Hello. 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 Chiều nay số đông về, mầm tôn vô tiếng xưa. Thấy em không? Thấy em không? Thấy em không mọi người? Xin chào. Xin chào. Xin chào, xin chào. Em ơi, thức toàn 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 đêm này. Mình còn như Hello, hello. Hello, chị. Này anh chị em ơi, này anh chị em ơi, anh chị em ơi, à, đây chị ơi, vâng với chị nha, hello hello chị, hello với chị nha, hello với chị nè. Xin chào, cho em xin chấm nha mấy chế ơi, cho em xin chấm với bữa nay nha. Đầu like vô, em like món này là em bảo đảm với chị mê luôn. Like sale lấy tương tác nha mấy chị, sale lấy tương tác dùm cho em. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà nha, mấy bà nhận cái này về mấy bà không đẹp tôi cho mấy bà trả hàng luôn. Cái cây này mà không xuất sắc em cho mấy bà trả hàng nha. Má ơi, cầm cái mắt kính mà sợ, mấy chị biết sao. Này mấy chị ơi, thiệt mấy chị ơi, sợ rát tay mấy chị. Đồ, nó đẹp, dã man luôn. Nó là chế ơi, tôi nói thiệt nha, dã man cây mắt kính luôn nha mọi người ơi. Quá đẹp. Cây mắt kính mấy chị ơi, mắt kính nâu nha mấy chị nha. Đeo này là mấy chị đi bao thoải mái luôn, bao mát mắt luôn nha mấy chị, mà rất là sang luôn nha mọi người ơi. Mắt kính nâu nha mấy chị nha, mắt kính nâu nha mấy chị, mắt kính nâu. Hôm nay em gom lấy tương tác cho mấy chị này. Mắt kính nâu nha mấy chị nha, rất là sang luôn. Hôm nay gom lấy tương tác chỉ có 79.000 một cây thôi. Đeo cực kỳ mát mắt luôn, hàng vỡ hộp nha mấy chị nha. Này mấy chị, chủ xách tay tự thải gì cho mấy chị luôn. Này, em mới mua này. Em mới mua này mấy chị ha. Gửi cho em là mắt kính nâu 79.000. Rất là sang luôn nha mọi người ơi, rất là sang luôn á. Rồi nha mấy chị nha, mắt kính nâu 79.000 à. Nha mấy chị, 79.000 hàng vỡ hộp nha mấy chị nha. Đấy, đẹp lắm nha mọi người ơi. Coi giùm em này, ở trên đây nó có dập logo nè mấy chị thấy không. Này, ở bên trong nó có chữ này. Đây, này mấy chị, bên này nó có thương hiệu của nó này. Mấy chị thấy không. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Cần size bao nhiêu chị thấm hình ơi. Nó lẻ size hết trơn rồi, giờ em cũng biết còn size bao nhiêu luôn á. Rồi, chị nó ưng mắt kính nâu lên giùm chị em mắt kính nâu nha. 79.000 cây thôi nha mấy chị nha, mua vừa đeo mấy chị. Mình đi chợ cũng được, mình đi chơi cũng được, mình đi ra đường là mình đeo thôi. Nó rất là mát con mắt luôn, kể cả mấy chị đi chiều sẫm mấy chị cũng không sợ nó bị tối nha mấy chị. Bởi vì em lấy cho mấy chị là màu nâu nha mọi người ơi, tại vì màu nâu á là nó dễ đeo và nó kiểu như là mình đi mình thấy cái đường nó còn đỡ hơn là mắt kính đen nha mấy chị. Coi giùm em nè ha. Rất là ok luôn nha mọi người ơi, có 79.000 à, thôi rẻ lắm mọi người, mua đi để dành về xài. Đi đâu mình đeo mấy chị nha, đi đâu mình đeo mấy chị, đi ngoài nắng mấy chị coi. Rất là mát con mắt luôn á mọi người. Rất là mát con mắt luôn nha. Rồi ok mấy chị, ghi cho em là mắt kính nâu lên đơn, mắt kính nâu lên đơn 79.000 cây à ha. 79.000 thôi nha mấy chị nha, 79.000 cây à. Chị nào lấy thì lên giùm cho em nha, mắt kính nâu 79.000, ghi giá 79 vô luôn mấy chế ơi, ghi giá 79 vô luôn, tại vì em sale đột xuất rẻ nha mấy chị nha. 79.000, 79.000 nha mấy chị ơi. Nha mấy chị nha. 79.000. Rồi nha mấy chị nha. 79.000, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Mắt kính nâu 79.000, 79.000 lên đơn giùm cho em ạ. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Mắt kính nâu 79.000, mắt kính nâu 79.000. Rồi lên đơn. Chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Hôm nay chia sẻ like là tặng gì ta? Hôm nay chia sẻ mắt kính nâu giảm cân bay chi. Ok chị à, chị thấm hình ơi, nó lẻ sai rồi em cũng không biết nó còn sai nhiêu nữa chị. Có 79.000 một cây thôi nha mấy chế ơi.
chế nào mặt nhỏ đừng mua nha, cái này mặt vừa với tròn á. Chế nào mặt nhỏ đừng nên lấy, cái này tôi nói thiệt tình á, cái mắt kính này nè mấy chị, chế nào mà mặt nhỏ á đừng mua, mấy chế nào mặt vừa và mặt tròn ấy, mặt vừa mặt to mặt tròn á là mấy chị đeo là rất là đẹp luôn nha. Vừa to tròn là mấy chị đeo rất là đẹp, nhưng mà chị nào mắt kính mặt mình nhỏ quá, nó ốm quá đó mấy chị, ốm quá nhỏ quá thì mấy chị đừng nên mua cái này, tôi nói thiệt tình. Tại vì nó sẽ không có hợp với những người mà mặt nhỏ nha. Mặt nhỏ nó không có hợp đâu, em nói thiệt á. Cái này mà mặt ta to tròn tròn chút xíu là đeo bao sen luôn nha mấy chị nha. Còn nhỏ quá thì mình đeo nó không không ổn đâu mấy chị. Ha. Rồi mấy chị nha, chị này lấy lên giùm em ạ. Bích lê nó gì ta? Mới nãy tôi thấy kêu con chó rồi bây giờ là cây đó là gì? Đây mấy chị nha, chị này lấy lên em ạ. Ủa? Vậy gì Vĩ và Lưu Anh à, ơi em ơi, hôm nay lúc em đi, ủa Bích Lê ơi, Bích Lê nói chuyện á, nó bị lộn vô trong cái bay của mình rồi nè nha. Rồi mấy chị nha, đẹp lắm thiệt nha mấy chị, ai mà mặt vừa vừa tròn tròn là em bảo đảm bao sang nha mọi người, rất là sang luôn. Nhưng mà mắt nhỏ không nên mua, mặt nhỏ quá không nên mua. Rồi dép đó à, dép đó mang im chân lắm. Chị lấy một đôi 36 với một đôi cực... À gì bữa nãy chị hỏi là cái đôi gì ta? Để em coi thử chị hỏi cái gì. Gucci, Gucci có, Gucci có chị, Gucci có, Gucci nha. Em chốt chị đôi Gucci nha chị thấm mình. Gucci là chắc chắn có, còn Dior thì em sợ không có. Cho nên em chốt chị một đôi Gucci size 36 nha chị thấm mình ơi. Mắt kính nâu, mắt kính nâu. Mấy chị biết sao mắt tương tác quá. Em gom mấy chị lấy tương tác ha. Rồi mấy chị nha. Rồi lên đơn. Dầu ông già hả chị? Có 19.000 chai chị. Chị lấy nước trắng thì chị lấy nước vàng lấy. Mới sơ sơ mà em mấy chị biết em gom mấy ngàn chai rồi á. Em đăng hình với lại mấy chị lấy á. Mấy chị lấy toàn 10 chai, mười mấy chai rồi mấy lóc không á. Cho nên là em gom mấy ngàn chai này em mới sức xong luôn đi mọi người. Nhìn chai dầu là biết hàng thiệt liền luôn á. Nha mấy chị nha. Mắt kính dầu, dầu ông già vàng và dầu ông già trắng nha mấy chị nha. Mấy chị ơi thông cảm giùm em không có ra ngoài kia được mấy chị, nó không có chỗ dựa, em ngồi nó đau lưng lắm. Em ngồi chút xíu mà em đau lưng, hồi sáng đi nữa mệt nữa, đau lưng lắm mấy chị. Nè mấy chị, có thuốc xương khớp luôn, mấy chị ân gì mấy chị nói em nha. Cái nào mà ra tiệm thuốc tây em ra tiệm thuốc tây, còn cái nào ra siêu thị thì em ra siêu thị nha mấy chị nha. Rồi nè, hai chị quên hai loại nha, một loại là đỏ một loại vàng. Đó là một loại trắng, một loại vàng, chị nó ưng lại lấy giùm em. Cứ cho em dầu ông già vàng, dầu ông già đỏ gì cũng được. Dầu ông già nước đỏ, dầu ông già nước trắng giùm cho em nha. Đây, dầu này. Em lăn sức mới sức đau đầu xong luôn mấy chị. 19.000 chai mấy chị lấy bao nhiêu chai lên giùm cho em. Chị Hạnh đổ 10 kính hả? 10 mực kính nâu hả chị? Hôm nay chia sĩ lai tặng gì với chồng? Hôm nay chia sĩ lai tặng... Không, tặng dung dịch đi. Tặng cái gì mà mấy chị ai cũng có thể xài được. Chứ còn tặng cái người xài được, người không xài được tặng làm gì? Dung dịch đi, dung dịch tại ai cũng phải xài dung dịch hết á. Em tặng cho 5 chị có lượt chia sĩ lai nhiều nhất, mặn mỗi chị một cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ lớn nha. Cho 5 chị có lượt chia sĩ lai nhiều nhất cho mấy chị, 5 chị có lượt chia sĩ lai nhiều nhất mỗi chị một cái chai dung dịch vệ sinh lớn. Cho 5 chị có lượt chia sĩ lai nhiều nhất giùm em ha. Nha mấy chị nha. Rồi, chị nào lại lên giùm cho em ạ. Dầu ông già trắng ok chị. Mấy chị ơi dầu ông già vàng ok mấy chị. Dầu ông già em có hai loại, nước vàng và nước trắng. Nha mấy chị nha, xài ok lắm mọi người, sức đau đầu đau bụng, đặc biệt mà bị trúng gió mấy chị, cạo gió mấy chị, sức cái dầu này lên nhanh hết lắm mọi người. Đi xa mấy chị, đi xe tàu xe hoặc là kiểu như là gió máy trên xe rồi mấy chị là mình rất là cần luôn ha. Thuốc khớp đâu chồng? Thuốc khớp em bán một lóc như chị nha, em có bán vỉ nha chị ơi. Một lóc của nó là có nha chị ơi, thuốc khớp là một lóc của nó là 149.000 lóc, em bán nguyên lóc à. Thuốc khớp chị nào lấy thì nói em ra nhà thuốc tây em lấy luôn. 149.000 lóc 12 vỉ, em bán nguyên lóc nha, chứ em không tắt nữa. Tại vì họ giờ bán riết rồi em không có lời nữa mấy chị. Thì chị em nào ưng thì nói em lấy cho. 149.000 lóc, em không tách lẻ ra nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì nói em nha mấy chị nha. Đồng hồ đeo gì chị? Rồi mấy chị nha, hai dầu gió, hai chai dầu gọi thái 125 hả? Dầu gọi chị lấy loại nào? Rồi nha mấy chị nào lấy lóc thuốc khớp lên, chị em lóc thuốc khớp nha. 149.000 một lóc, chị nào lấy lên bao nhiêu giùm em ha. Lấy mấy lóc thì lên giùm chị em nha mấy chị nha. Lấy mấy lóc thì lên giùm chị em ha. Rồi mấy chị, lấy thăm một lóc rồi ok mấy chị. Rồi nha mọi người ơi, mắt kính chị nào lấy mắt kính lâu lên. Chị đương nhiên là chai nhỏ rồi, chứ chai lớn nào mà ai bán mấy chị 19.000 chai.
chai lớn không có con nào mà bán 19.000 hết trơn, với chị hàng giả nó cũng có 19.000 chai nữa nha mọi người nha. Chai lớn là 45.000 chai, chứ không có ai mà bán cái chai nhỏ quên chai lớn mà 19.000 hết trơn á. Mấy chị tin em mua vô cái chai lớn là 42.000 một chai rồi không? Em mua tại tiệm thuốc tây 42.000 một chai lớn rồi, em bán mấy chị 45.000, lời được 3.000 nhưng mà còn tiền cước, tiền này tiền nọ nữa. Mà bây giờ là nhà thuốc tây nó hết chai lớn rồi, nó chỉ còn mỗi chai nhỏ thôi, cho nên em mua chai nhỏ thôi nha. Rồi với chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Dâu gọi trị gầu em có luôn nha chị nha. Lóc thuốc khớp rồi ok mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên hàng cho mấy chị nè. Bây giờ là có mấy món là chỉ có chuyến này mới có, và chuyến sau em không có sale giá này nữa, cho nên là mấy chị tranh thủ gom ha. Có mấy món là chỉ có chuyến này là mới có sale, còn chuyến sau á là thuốc khớp chỉ có đỉnh bắn tim tâm lê. Mấy chị nghe cái câu không? Thuốc khớp chỉ có đỉnh, có nghĩa là thuốc nó rất là tốt luôn nha mọi người. Thuốc này là rất là tốt luôn nha mấy chị nha, dành cho những ai mà bị đau nhức xương khớp đó. Nó liên quan tới đau nhức xương khớp đó mọi người. Uống rất là hiệu quả luôn. Đau mà em nói thiệt, đứng mà đứng đi không nổi mấy chị. Đi mà hai cái chân nó rung á. Cái thuốc khớp này nó trị rất là hiệu quả luôn nha mọi người nha. Bà nào mà có ít chết thì thường phải cần cả lóc. Cho nên em bán luôn lóc có 190.000 à nha mọi người. Nói chung là thuốc khớp này mà ai mà đang bị về xương khớp là mấy chị uống rất là tốt. Thuốc khớp sử dụng hiệu quả lắm sớp. Bà em bị đau nặng không đi được, uống nhà đã đi lại được rồi, không còn bị đau nữa. Trời ơi, bắn tim, I love you em. Thiệt sự luôn á mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, thì ai lấy thì nói. Rồi, giờ em like cái khác. Rồi nha mấy chị nha, bây giờ lên giùm em ạ. Đây này mấy chị ơi, đây là kem chống nắng nano, mà chuyến này em sale, chuyến sau em có sale giá này nha. Cho nên là mấy chị nào mà lấy thì mấy chị tranh thủ giùm em. Chống nắng nano, dòng kem chống nắng mà best seller của Thái Lan luôn, bán rất là chạy luôn nha mấy chị. Hôm nay chị nào lấy em sale cho mấy chị nè. Một cái hũ kem chống nắng như thế này nè mấy chị, nó có rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất này mọi người ơi, nó là dưỡng trắng da ban ngày. Thứ hai, nó là chống nắng SPF 50 BA++. Thứ ba là mềm da, mịn da và mướt da. Thứ tư là nó mắc ướp da, có nghĩa là nó chia đi những cái khuyết điểm mà còn xấu trên da cho mình nè mấy chị. Đó, khuyết điểm còn xấu trên da nha mấy chị nha. Và cái thứ năm là cái bổ sung collagen. Không phải nano nào, quên, không phải dòng nào cũng bổ sung collagen nhiều như nano. Thành phần chính trong cái kem nano là collagen. Cho nên khi mới chế sử dụng là cái dòng kem này mấy chị nó rất là tốt cho cái da của mình nha mọi người nha. Mấy chị nào ưng thì mấy chị nên mua sử dụng ha. Đây nha mấy chị nha, chống nắng nano em gom cho mấy chế còn 67.000. 120 còn 67.000 một chuyến duy nhất đi Thái này. Chế nào lấy lên đơn sớm giùm chị em nha. Đây này mọi người ơi, coi nè, cái da đã lắm mấy chị. Mình thoa lên ho, nó vừa che khuyết điểm này, nó vừa dưỡng trắng này, nó vừa mướt da này, nó vừa mịn da này, và đặc biệt nó bổ sung collagen. Cái dòng này bổ sung collagen là đỉnh luôn nha mấy chị nha. Cho nên mấy chị nào mà qua U25 á, mấy chị cực kỳ ghiền cái dòng này luôn. Không bết, không rít, không lộ vân kem nha mấy chị. Không bết, không rít, không lộ vân kem giùm chị em. Mấy chị coi ha, xài ngon lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm cho em là chống nắng nano 67.000. Lưu ý giúp em là chỉ có chuyến này giá 67.000 nha mấy chị. Do em ngưng 1.5 tháng em mới quay lại Thái, cho nên là em gom cho mấy chị giá sale để em lấy tương tác ha. Chị nào lấy ghi cho em chống nắng nano 67.000. Chống nắng nano 67.000, lên đơn giùm cho em ha. Thuốc khớp nano ok mấy chị nào lấy giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em chống nắng nano 67.000. Chống nắng nano 67.000. Chị nào lại lên đơn nha mấy chị nha. Đã lắm mọi người ơi, đã lắm nha mấy chị nha. Xài thử đi mấy chị, xài đi mọi người ơi, mua về xài. Mình càng lớn tuổi rồi á, là cái hàm lượng collagen trong da của mình là mấy chị nó từ từ ít đi lòng. Cho nên là mình phải cần bổ sung để cho nó ngăn ngừa và nó làm chậm đi cái quá trình lão hóa da cho mình ha. Cho nó tốt cho da của mình nha mọi người nha. Rồi chị nào lại lên giùm cho em chống nắng nano 67. Chống nắng nano 67 nhớ giùm em nha. Một chuyến duy nhất này nha. Em gom với chị giá sale 67.000. Em gom với chị giá sale 67.000. Rồi chị nào lại lên giùm em mà chấm bài tương tác giùm em nha mọi người ơi. Chấm bài lên tương tác lên giùm chị em nha mấy chị nha. 67.000 thôi ạ. À. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên. Trời ơi, quất lần 10 hộp luôn. Em nói thiệt mấy chị ơi, không tốt không ai mà quất lần 10 hộp hết đó mấy chị. Nghe em đi xài ngon lắm. Mê lắm mấy chị ơi, mê lắm, thử đi nha mọi người. Thiệt sự luôn á, xài cái này là ghiền lắm luôn ấy nha mấy chị, ghiền lắm, xài nó tốt lắm mấy chị. Kem chống nắng nano ok lắm, bắn tim chị, I love you. Đây mấy chị nha, nano đánh lên hơi bị mịn à, lên chắc mịn, chống nắng rất hiệu quả, ok ok chị.
Dạ ok mấy chị, đợt này một đợt sale 67 nghe. Rồi ok mấy chế này mấy chế lấy rất là nhiều ha. Rồi chị nào lại gửi giùm chị chống nắng nano 67 nghe. Chống nắng nano 67 nghe. Đừng có tiếc mấy chế ơi, không nhiêu tiền đâu nha mấy chị, không có nhiêu tiền đâu. Cho nên là mấy chế đừng nên tiếc ha. Mình xài á mấy chị, thứ nhất á là mấy chị bôi lên nó đẹp liền. Nó đẹp liền ở đây là nó do nó có một cái lớp trang điểm nhẹ. Nó chia đi những cái khuyết điểm mà còn xấu ở trên da cho mình. Đó, cái thứ hai là cái nó thiết thực nhất mấy chị biết gì, nó ngăn ngừa tia UV ha. Cái thứ ba là làm chậm quá trình lão hóa da cho mấy chị. Cái thứ tư, mấy chị để ý đi, xài lâu dài đi, cái da mấy chị nó rất là mướt và rất là mịn luôn nhờ cái hàm lượng collagen. Tại vì mỗi ngày mình đều xài mấy chị, nó bổ sung collagen cho da. Cho nên là cái da của mình mấy chị nó xài nó thấm lần rồi mấy chị, cái da của mấy chị là nó cải thiện hơn rất là nhiều. Thử đi mấy chị. Chỉ có 67 ngàn thôi. Rồi, nha mấy chị nha. Rồi 5 hộp, 6 hộp không. Các bà khách quen của tôi cảm ơn mấy bà rất là nhiều nha. Rồi, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy em. Ha, tại khách quen xài nhiều rồi là mua 5 hộp, 6 hộp, 7 hộp, 10 hộp không luôn mấy chị. Đây mấy chị nha. Rồi, nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Từ từ gái. Này, cái mắt kính này lấy không Mỹ Linh. Trời ơi, mặt của em mà đeo cái mắt kính này rất là đẹp luôn nè. Này em ơi coi này. Này trên này nó có dập logo này, em coi này, ở phía trong nó có mã số này. Rồi cái này nó có cái logo của nó này, hàng vỡ hộp này em. Bữa nay cây mắt kính này chị gom lấy tương tác có 79 ngàn à. Lấy cây đeo đi em, đẹp lắm. Nó mát mắt cực kỳ luôn nha em nha. Chống tia UV, chống tia cực tím luôn. Đeo đẹp lắm em, 79 ngàn. Từ từ nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chống nắng 4 hộp rồi, ok mấy chị. Đây là tiếp chuyên về đặc trị nám. Chị nào bị nám thì mấy chị lên giùm chị em ạ. Tiếp đặc trị nám 45 ngàn. Chuyên dùng để điều trị nám ha. Chuyên dùng để điều trị nám. Chị nào lấy tiếp nám thì lên giùm chị em là tiếp nám 45 ngàn nha. Tiếp nám 45 ngàn nha mấy chị nha. Mắt kính đen có không, không không em, nâu à. Nâu em chứ không có đen như em nha. Rồi, mấy chị nào lấy thì ghi cho em là mắt kính nâu. Do nó mất tương tác quá em gom á mấy chị. Này, bán lý cây này bán bèo bèo cũng được trăm mấy luôn mấy chị. Này em gom mấy chị có 79 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Tiếp nám, bữa nãy chị nào hỏi em tiếp nám nha. Tiếp nám 45 ngàn, rồi chị nào lấy lên đây giùm chị em ha. Rồi, món thứ hai là chuyến này có mà chuyến sau em không có sale này. Món thứ hai là chuyến này sale mà chuyến sau không có sale. Cho nên là mấy chế nào lấy thì tranh thủ nha. Rồi nha mấy chị, gửi chị em là mắt kính nâu nha mấy chị nha, mắt kính nâu. Rồi đây nè mấy chị, serum HA, serum thần thánh của Thái. Đây nè mấy chị, serum này là xài mà không ghiền em cho mấy chị trả hàng nha mọi người. Cái serum này là xài là đỉnh của đỉnh luôn. Thứ nhất á, là dưỡng trắng da mà mấy chị em nói thiệt, một giọt thôi mấy chị ơi, mấy chị thoa là đều luôn cả má luôn mấy chị coi nè. Đó, mấy chị ơi nó thoa một giọt thôi mà nó đã lắm mấy chị. Mấy chị coi em. Cái serum này phải nói là xài siêu đỉnh luôn nha mọi chị nha. 5 cây mắt kính nâu. Rồi mấy chị nha, đơn chị đi rồi hạ tiếp quá. Trời ơi, ủng hộ em đơn mới đi người ơi. Rồi mai em lại like nữa, mốt em lại like nữa, ngày kia em lại like nữa. Em like liên tục mà gì vậy ông? Ủng hộ em đi rồi, hỏi chị gom lại rồi bữa nào nó để đơn của chị đó lại đó để chị mua thêm vậy đó rồi nó đỡ đơn chị lại. Mấy chị ơi, còn cái serum. Trời ơi, mê mẩn luôn mọi người ơi, serum HA của Thái. Vừa dưỡng trắng, vừa xe khích lỗ chân lông, vừa nâng cơ da, vừa hỗ trợ điều trị nám sạm và không đều màu da. Và đặc biệt siêu nuôi dưỡng sâu từ lớp tế bào da cho mấy chị luôn. Này mọi người xài đi mấy chị serum HA này. Một cái chai như thế này 125 ngàn em gom mấy chị giá sale chuyến này 79 ngàn. Lưu ý giùm em chỉ một đợt chuyến này, hai cái này mới chế nhớ giùm em nha, bữa nay thôi, ở đợt này thôi, với lại đợt này thôi với hạt này. Serum HIA 79 ngàn, serum HIA 79 ngàn, nhỏ lấy sớm đi mọi người. Serum này mới chế xài đi, mới chế dưỡng họ là cực kỳ ok. Còn chế nào mà đang có bị nám hoặc sạm hoặc không đều màu da mới chế dưỡng chung vô đi. Nó giúp cho mấy chị là có nghĩa là nó nuôi dưỡng da mấy chị, nó giúp da mấy chị khỏe hơn. Nó làm cho mình là mờ đi những vết sạm hoặc là những cái vết nám đó cho mấy chị nha. Có 79 ngàn một chai thôi mà rất là đậm đặc. Mấy chị coi em này, cái chai nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó nhỏ mà nó có vỏ cực kỳ nha. Nó đậm đặc lắm mấy chị, thoa hở một giọt là mấy chị thoa nguyên gần cả má luôn á mấy chị. Đúng rồi, nguyên cả một bên luôn. Chứ không phải là mấy chị thoa mà nhiều cái dòng serum khác mấy chị thoa lần mấy giọt luôn. Đó, mấy chị thoa muốn ướt cái da mặt luôn mà hiệu quả nó không có. Nhưng mà cái dòng này mấy chị một giọt là tinh chất một giọt đó mọi người. Cho nên là xài tốt lắm. Có 79 ngàn à, thử đi. Mấy chị bữa nay em đang sale rẻ này. Mọi người mua thử chai về xài thử ok rồi. Bữa sau mấy chị mua thêm.
nhắm mấy chị nha ha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Serum HIA 79.000, serum HIA 79.000. 10 chai serum HIA nha chị. Bắn tim cảm ơn em. Rồi dạ ok mấy chị mua 2 chai 4 chai không kìa. Rồi lên giùm cho em serum HIA 79.000. Bữa nay có 79.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Serum HIA em xài ok mà đã lắm ạ. Ờ nó căng căng cái da ha. Nó căng cái da nha mấy chị nha. Nó căng căng cái da và mịn cái da đã lắm mấy chị ha. Rồi chị nào lấy ghi cho em serum HIA. Serum này xài chung được nè. Được với kem dưỡng nè, được với kem đặc trị nám nè. Nhà mấy chị kem được kem dưỡng nè, mấy chị xài chung cũng được, đặc trị nám mấy chị xài chung cũng được. Đặc trị tàn nhang mấy chị xài chung với nó cũng được luôn. Nói chung ok lắm. Có luôn nha Phan Trang Phương Võ ơi, bữa nay em cũng sale luôn á chị. Rồi, mấy chị hỏi em là Thị ơi có combo nám không? Còn combo nám không? Em đang ở Thái cho nên em gom đầy đủ với mấy chị hết ha. Đây là những cái món mà em bán rất là chạy nha mọi người nha, dành cho những ai đang bị nám. Nám nhẹ, nám mãn, nám vừa, nám lâu năm thì mấy chị sử dụng dùm cho em. Đầu tiên mấy chị thoa serum HIA lên xong, rồi mấy chị thoa tiếp nám lên, rồi mấy chị thoa 4 KTK lên. Mấy chị dưỡng cho em cái bộ này để điều trị nám. Nám nhẹ, nám mãn, nám vừa, nám lâu năm thì mấy chị sử dụng dùm cho em ha. Thoa serum xong, thoa tiếp nám lên, thoa 4 KTK lên. Thoa serum xong, thoa tiếp nám lên, thoa 4 KTK lên. Serum bữa nay sale có 79.000 thôi, tiếp nám chỉ có 45.000 thôi. 4 KTK chỉ có 119.000 thôi. Nha mấy chị nha. Mấy chị thoa nguyên combo này để điều trị nám nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Và nó nhanh hết nám hơn và nó còn khỏe da cho mấy chị nữa ha. Để nó ngăn ngừa những cái vết nám mới cho mấy chị nữa ha. Xài mấy chị khi nào mấy chị đã xài hết nám rồi thì mấy chị bỏ cái tiếp nám này ra, mấy chị chỉ xài hai cái này thôi. Khi nào mấy chị đã xài hết nám rồi thì mấy chị bỏ tiếp nám ra. Mấy chị chỉ mua hai cái này về mấy chị xài thôi, không cần phải xài chung tiếp nám ha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em gửi chị em là serum HIA 4K trái cây và tiếp nám. Nha mấy chị còn không mấy chị gửi chị em là combo nám 3 món giùm cho em ha. Đã lắm mấy chị. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em mà gửi rõ giùm em ha. Serum HIA tiếp nám và 4K trái cây giùm cho em ạ. Chị nào lại lên giùm cho em ha. Gửi giùm chị em nha mấy chị nha. Gửi chị em là combo nám nha mấy chị. Gửi chị em là combo nám nha mọi người ơi. Gửi chị em là combo nám ha. Xài ngon lắm mọi người. Những ai bị nám á mấy chị hay hỏi em á mọi người xài đi, tốt lắm mấy chị. Nhiều lúc có họ là like qua rồi là em không có muốn like lại. Nha mấy chị, lấy em kem 4K trái cây với tiếp nám. Ok em, chị nào mà muốn lấy rồi thì mấy chị lấy hai cái này. Mấy chị nào lấy rồi thì gửi chị em là một tiếp nám, một 4K trái cây ha. Còn cái chị nào á cũng có nhiều chị xài hai cái này không à. Cũng có xài serum HIA với tiếp nám thôi, cũng có nhiều chị là xài hai cái này thôi đó. Rồi họ còn nhiều chị nữa là xài hai ba cái này luôn, tùy mọi người nha mọi người ơi. Mấy chị mua cái nào bán cái đó ha, mấy chị mua cái nào bán cái đó. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên nhìn cho em ha. Serum HIA mua đi mấy chị, họ mà lấy serum quá trời luôn. Serum HIA chồng đặt rồi không, chồng đặt có hàng rồi không? Serum HIA em đặt có hàng rồi mọi người, ở shop em á, ở shop em ở Việt Nam á mấy chị là hết hàng rồi mấy chị nha. Em mới đặt ở bên này rồi, em mới đặt ở bên này rồi nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha, còn có cái kính kia khác. Rồi mấy chị nha, cái kính chị đang đeo nè em, cái kính chị đang đeo nè, cái kính chị đang đeo là sale còn có 79.000 cây thôi, lấy tương tác nha. Nhưng mà ai mà mặt vừa và to thì đeo được, mà mặt nhỏ đeo không được đâu. Mặt nhỏ đeo nó bị rộng nha mọi người nha, mặt nhỏ đeo bị rộng á. Cái này vừa và to thôi. Rồi ok mấy chị, combo nám ok mấy chị, serum HIA ok mấy chị. Cái bài lấy serum bắt trời luôn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Cái serum này mấy chị xài chung với nhiều loại kem khác nhau nha, chứ không phải là nhất thiết là mấy chị xài mỗi loại kem em bán ha. Mấy chị xài được nhiều loại kem lắm. Mấy chị xài kem A, kem B, kem C gì cũng được hết nha mấy chị nha. Chị có ống thuốc hít không? À có em, hít son hả? Hít son vàng hả? Chị có mà. Có nha. Hết son chị có ha. Và nha mấy chị nha, cái đó là xài ban đêm á, còn ban ngày thì mấy chị biết rồi ha. Ban ngày là chống nắng nano. Cái này mà mấy chị xài nữa là tuyệt vời. Nano bữa nay em xem mấy chị 67.000 à. Chị nào đang xài kem chống nắng nano bữa nay thì đang sale rẻ này hốt liền. 67.000. Chị nào lấy chống nắng nano thì lên giùm cho em chống nắng nano nha, 67.000 thôi. 67.000 một cái hũ chống nắng nano thôi nha mọi người ơi. Chị nào lại lên giùm cho em. Rồi, đây. Cái cục này là cái cục thần thánh này. Cái cục này là chỉ cần chị em là phụ nữ thì em khuyên mấy chị nên mua. Chỉ cần mấy chị là chị em phụ nữ mấy chị nên mua. Cái cục này đã lắm mấy chị. Đầu tiên mấy chị coi giúp em, nó toàn bộ là từ thảo dược nha mấy chị nha, cho nên nó rất là an toàn ha. Cái thứ hai này mọi người, nó có cái túi lưới, mấy chị bỏ cái xếp bịch bóng ra, bỏ cái cục xếp vô trong cái túi lưới đây. Rồi nha.
Rồi mấy chị rút cái dây lại, rồi mấy chị lấy cái cục này mấy chị chà trực tiếp cho em Đào, chà và hai cái bệm, chà luôn cả sau mông cho em. Rồi sau đó mấy chị rửa lại bằng nước lạnh nha mấy chị nha. Cái sáp âm đạo này nè mấy chị, một cục như thế này nè, một cục như thế này nè mấy chị, nó trị cho mấy chị nha. Đúng cục đó đó, xài đã lắm, em mua thêm 4 cục. Rồi ok em. Cái cục này nè mấy chị, thứ nhất nè, nó đặc trị mùi hôi. Mấy chị bị mùi hôi âm đạo nha, bị mùi hôi âm đạo nặng mùi ơi là nặng mùi luôn, bị nhẹ, bị nặng, bị vừa gì làm ơn xài cục này cho em. Nó rất là tốt cho cô bé luôn, nó trị mùi hôi rất là hiệu quả luôn. Cái thứ hai là nó trị thăm cô bé, trị thăm cái bệnh, trị thăm cái mông. Cái thứ ba là nó giúp cho mấy chị trị huyết trắng luôn. Chị nào có huyết trắng, có dịch dơ, có dịch vàng, có khí hư âm đạo, có mùi tanh, mùi hôi, làm ơn xài cái cục này giùm em đi. Chỉ cần chị em là phụ nữ, em khuyên mấy chị đừng bỏ qua, bởi vì nó rất là tốt. Nó rất là tốt luôn mấy chị. Cái cục này đang bán thị trường là 85, 95, 100, 200, 300, quên 100, 200 ngàn một cục ở mấy chị, chứ không phải ít đâu nha mấy chị nha. Cái cục này á, mấy chị nhớ, hồi mấy bữa em ra siêu thị á, là em hay quay cái giá cho mấy chị coi, lại mua cho 60 rồi. Và bình thường là em bán mấy chị giá sale là 69, bữa nay em sale mấy chị còn 62 ngàn, lời đúng 2 ngàn cục nha mấy chị, lời đúng 2 ngàn cục. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ, sáp âm đạo 62 ngàn nha mấy chị. Sáp âm đạo xài cực đã, vừa trị hôi mà sạch thơm lắm luôn chị, bắn tim. Với lại mấy chị biết sao, nó còn cân bằng độ bát âm đạo cho mấy chị nữa, cho nên là mấy chị xài đi tốt lắm mọi người ơi, đừng có tiếc. Em nói thiệt, chỉ cần chị em mình là phụ nữ, em khuyên mấy chị nên mua, bởi vì nó có tiếng tư hồi giờ rồi, âm đạo và hai dung dịch ok ok luôn. Gửi chị em là sáp âm đạo 62 ngàn, em mua vô 60 rồi mọi người, em bán có 62 ngàn à, em lời có 2 ngàn đồng thôi đó mấy chị. Em lời có 2 ngàn, đúng 2 ngàn thôi đó mọi người. Chị nào lấy thì lên sớm giùm cho em nha. Ghi giùm cho em là sáp âm đạo 62 ngàn. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu cục lên giùm cho em nha mấy chị nha. Xài ngon lắm mọi người, xài tốt lắm. Nói chung là mình xài đi mấy chị. Mấy chị không có bị mùi hôi thì nó giúp cho nó thơm, giúp cho nó sạch, giúp cho mấy chị cân bằng độ pH âm đạo nữa. Còn nếu mấy chị mà có mình lỡ mà có chút xíu hôi thì nó trị hôi, hay là mình mà có huyết trắng nó trị huyết trắng nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Em ơi. Gì? Cái này là không liên quan, cái này là nó xài ở cái kiểu như là xài ở cô bé, còn cái khô đó là do mình bị nội tiết tố của mình em nhé. Ví dụ như mấy chị, cái này nó còn cân bằng độ pH âm đạo nữa nha mấy chị ha. Ok lắm mọi người. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Sáp âm đạo, sáp âm đạo 62 ngàn, chị nào lấy lên giùm cho em ạ nha mấy chị nha. Nói chung là em xài cái này nhiều lắm rồi mọi người ơi, nhiều cực kỳ luôn á. À cái này nè mấy chị nào mà bị hoai nách, thâm nách, mấy chị lấy cục này chè cho em luôn. À mấy chị rửa này, đầu tiên mấy chị dùng chai dung dịch, mấy chị rửa sạch ra xong đi, rửa nước nó sạch sẽ xong, mấy chị lấy cục này mấy chị chà trực tiếp âm đạo, chà qua hai cái bệm, chà luôn cả sau mông. Mấy chị có bị thâm mông, có bị mụn mông á, nó trị cho mấy chị luôn. Bị thâm mông, bị mụn mông, mấy chị chà cục này nó nhả thâm này, với lại nó trị thâm bị mụn mông á, là nó tự động nó hết rồi mấy chị. Rồi mấy chị để cho em tầm 2 phút để cho nó thấm ha, để cho làm sạch, rồi sau đó mấy chị rửa lại bằng nước lạnh cho em, vậy là được ha. Em lúc nào em còn xài vậy, em xài dung dịch trước để cho nó sạch, rửa một ngày mình sạch sẽ đi. Sau đó em lấy cục này làm mình xài tiếp lại một lần nữa, để cho nó giúp cho mấy chị là đặc trị, ví dụ như đặc trị thâm, thâm bệm, thâm cô bé, thâm mông. Đặc biệt cái bệm với cái mông mấy chị thấy rất là rõ luôn nha mọi người nha. Nó nhả thâm mấy chị rất là ok luôn á. Với lại mụn mông đồ nữa mấy chị. Mấy chị dùng cái cục này, nách mấy chị chè cái nách cho em, bị thâm nách, bị hôi nách mấy chị chè sẵn mình tắm đó mọi người, cái mình chè mình tắm luôn. Rồi những ngày mà mấy chị đi chơi biển gì mà lỡ chẳng may bị bắt nắng, mấy chị lấy cục này mấy chị chè để nó nhả cái bắt nắng ra nha. Rồi ví dụ như lỡ mấy chị nào mà có bị gầu mà bị nhẹ thôi, mấy chị dùng cái cục này mấy chị chè đi, chè cái chỗ vùng bị gầu á nha mấy chị nha, nó cũng sạch nữa nha mấy chị. Là bởi vì mấy chị nó cũng về nấm á mấy chị à, cho nên ok lắm nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em là sáp âm đạo 62 nha, lên đơn. Không có như Giang Lê ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em sáp âm đạo 62 ngàn, sáp âm đạo 62 ngàn, rồi lên đơn giùm chị ha. Mấy chị hỏi dầu hả? Này dầu 19 ngàn chai, chị nào lấy bao nhiêu chai lên giùm chị? Dầu 19 ngàn một chai, đợt này em gom mấy ngàn chai luôn rồi ấy mọi người. Gửi chị em dầu 19 ngàn, dầu 19 ngàn. Ơn dầu già nước vàng, lấy nước vàng, không nước đỏ, gửi chị em là dầu già nước đỏ, dầu già nước trắng giùm chị nha.
Dạ ông già, nước nào mấy chị lên cho em nước đó. Cái này là nước trắng, cái này là nước đỏ. Chị nào lại lên cho em 19.000 chai nha mấy chị. 19.000 chai ha, 19.000 chai nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên dùm cho em ạ. Rồi mấy chị nha. Thôi được, em dùng vô đơn áo hồi trưa đi. Tối nay chị gửi như là cả hàng đầy đủ cho em rồi. Lên mấy chị nha, chị nào lấy dùm em ạ. Hạ sốt hả, hạ sốt 19.000 vỉ tetanol của Thái. Hạ sốt 19.000 vỉ tetanol của Thái, chị nào lấy thì lên đơn dùm em nha. Hạ sốt tetanol của Thái 19.000 chai một vỉ, chị nào lấy dùm em ạ. Bị sốt, bị cảm cúm với lại bị đau đầu là mấy chị uống dùm cho em ha. Đau đầu, sốt, cảm cúm mấy chị uống dùm cho em. Lại tetanol của Thái nha. 19.000 vỉ. Rồi mấy chị, cái túi Brara này bữa nay chị nào lấy nữa nhắn em sớm để em đi gom nha mọi người. Chiến này gom mấy chị có 79.000 cái, rẻ lắm, cho nên là mấy chị nào lấy thì lên sớm giùm cho em luôn. Mấy chị ghi dầu, dầu đỏ hay dầu trắng nha mấy chị. Đựng tiền, đựng điện thoại, đựng linh tinh, đựng kem son phấn rất là nhiều luôn. Chị nào lấy ghi giùm cho em là túi Brada 79.000 nha mấy chị, túi Brada 79.000, túi Brada 79.000. Còn do mấy chị lấy Rada lấy nhiều lắm, cho nên là chị nào lấy nữa nói em sớm để em đi gom nha mọi người nha, chứ để nó hết nè. Ghi cho em là túi Brada 79.000, túi Brada 79.000 lên đơn. Túi Brada 79.000, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Túi Brada 79.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Nha mấy chị nha, em đeo không biết bao nhiêu chiếc luôn mấy chị. Đeo hoài, đeo hoài luôn mọi người ơi, tại vì nó tiện á mọi người. Em kéo ra, kéo ra là em bỏ vô. Với lại em hay đi mà em vừa bấm vừa đi mà vừa bấm điện thoại á, mà họ lỡ mà mình gặp đồ cái mình cần mua liền á, bắt đầu là em nhét vô. Nhanh lắm mấy chị, em mở ra cái em nhét vô. Đấy, rồi cứ mở ra nhét vô cái nhanh gọn lẹ, bắt đầu em lấy ra. Mua xong cái em lấy ra em lại bấm tiếp. Ôi em cứ việc mình cầm điện thoại hoài á mọi người ạ, cho nên là em thích mấy cái túi này. Cứ mở ra cái em nhét điện thoại vô mấy chị coi này. Mấy chị thấy không? Em cầm cái này, em hay cầm em đi á. Son đồ này kia mấy chị à. Mình hay cầm theo á. Cứ cho em là túi Brada 79.000. Hai dầu nha. Rồi mấy chị, cái này á là hít son vàng. Hít son vàng á là 55.000 một ống, là chuyên về viêm son nha. Nè, hít son vàng 55.000 một ống, còn hít son bạc là 49.000. Nha mấy chị, chuyên về đặc trị viêm son mấy chị, viêm son mũi á nha mọi người nha, chuyên về đặc trị viêm son mũi nha. Chuyên về đặc trị viêm son mũi nha mọi người ơi. À, vàng á là vừa và nặng ha. Còn bạc á là nhẹ. Nha mấy chị nha, bạc thì 49 mà vàng thì 55. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chị nào ôm hít son nào lên cho em hít son đó nha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi túi ok mấy chị, túi ok mấy chị nha. Túi quá trời luôn. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cái gì là nano hả? Nano bữa nay xem mấy chị có 69.000 à. Chị nào lấy nano lên giùm cho em nano nha mấy chị nha. Em cứ nhắn qua đó nha Quang Thuần ơi. Tin nhắn nó đang nhiều, chị nào chưa có rep kịp đây em. Rồi nha mấy chị nha, mấy chị ơi, mấy đợt mà em đi Thái là mấy chị phải chịu khó đợi tin nhắn giúp em nha mọi người. Tin nhắn nó rép hơi chậm mấy chị ha. Do tin nhắn nó quá tải á mọi người ạ. À, hít son vàng 55.000, hít son bạc 49 nha mấy chị. Rồi chị nào lại lên giùm cho em ạ. À. Không đâu nha chị Hiền Phạm, cái nào mà em xin nó thì em sẽ tự động em xin mấy chị ha. Còn cái nào mà em không xin là em đã có số rồi nha mọi người, tại vì em có lưu vô á mọi người. Rồi chị nào lại lên giùm cho em ạ. À, nha mấy chị. Chị nào lại lên giùm em ha. Hít son vàng rồi ok mấy chị, hít son vàng này. Rồi mới nãy ai hỏi em Thủy ơi, ủ môi. Đây ủ môi này mọi người. Môi khô, môi nứt nẻ, môi chảy máu và đặc biệt nứt nha. Con nứt từ sơ sinh trở lên là đã xài được cái này rồi, bởi vì có nhiều em bé mấy chị mới sinh nhưng mà họ nó bị khô sao, họ nó nứt nẻ hết trơn, xài cái này được luôn. Chị nào môi khô, môi nứt nẻ, nứt mà che hẻ ra luôn mấy chị, nứt mà chảy máu luôn á, mấy chị xài cái ủ môi của Thái này. Hết liền. Con em mấy bữa tự nhiên nó dợp môi sao mà nó khô chỗ này nè. Em thức em sức có hai lần cho mấy chị. Giờ này cái môi ảnh lắng o luôn á mọi người. Ủ môi là mấy chị thoa cho em vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Còn trường hợp chị nào mà đang bị nứt nẻ môi, nứt chỉ hẻ ra mấy chị, nứt rất là đau, rất là rát, mấy chị ăn uống là bắt đầu là dính nước mắm hay muối chút xíu là mấy chị chịu không được luôn. Thoa cho em ngày 3 lần vô. Ngày hôm nay qua ngày hôm sau lần nữa, quên ngày hôm nay qua ngày hôm sau ngày nữa là bỏ nó ra, không cần phải sức nữa nha mấy chị nha. Rồi mấy chị quay lại mỗi tối mấy chị ủ đi, để giúp hồng hào môi, để giúp trị khô môi, để giúp trị thâm môi cho mình luôn. 35.000 em xem mấy chị còn 19.000, ghi giùm em ủ môi 19.000, ủ môi 19.000 nha mấy chị, có 19.000 thôi. Cái này nó toàn bộ là từ vitamin E hết nha mấy chị nha, cho nên là mấy chị xài tốt lắm.
Chị nào đang khô, đang nứt nẻ môi, ngày hôm nay xài ngày, ngày mai xài ngày, rồi bắt đầu là mấy chị không cần phải xài nữa. Còn trường hợp chị nào muốn ủ mỗi tối để giúp mềm môi, mịn môi, căng môi, hồng hào môi và nó trị khô môi thì mấy chị thoa cho em vào mỗi tối trước khi đi ngủ giùm cho em. 19.000 một ủ môi thôi, chị nào lại lên giùm cho em ha. 19.000 một ủ môi thôi nha mọi người. Rồi chị nào lại lên giùm cho em. Cái này á là chai dầu gội chuyên đặc trị gầu. Chị nào bị gầu, bị nấm ngứa da đầu mấy chị xài giùm cho em ạ. Bị gầu, bị nấm ngứa da đầu mấy chị xài giùm cho em ha. Một cái chai dầu gội chuyên đặc trị gầu của Thái như thế này mấy chị 195.000. Và bị nấm da đầu luôn nha mọi người. Nấm mà chồng em nó nấm nó ăn lởm này. Ông cào mà mấy ông tay ông mới dính máu luôn á mấy chị. Ngứa á. Vậy mà ông xài cái này nó hết này nha mọi người nha. Rất là ok luôn. Gửi chị em dầu gội đặc trị gầu 195.000. Dầu gội đặc trị gầu 195.000 nha mấy chị nha. Dầu gội đặc trị gầu 195.000. Rồi chị nào lại lên đơn giùm chị em ha. Cái túi này là túi Brada, em đang xả mấy chị 79.000 cái. Chị nào lại thì lên đơn giùm em ha. Nói em sớm sớm để em còn đi gom mới kịp nha mấy chị nha. Nói trễ quá là em đi gom không kịp, là không có đủ hàng gì trả đơn mấy chị đâu. Gửi chị em là túi Brada 79.000. Mình trẻ mình mang cũng được, mình lớn tuổi xíu mình mang cũng được nha mọi người nha. Tại vì nó thiết kế rất là hợp luôn á mấy chị, rất là hợp luôn. Và nó chỉ là một cái logo thôi, nó không có kiểu như là nó không có rườm rà mấy chị, cho nên mình rất là dễ ha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Ồ cái này bây giờ sale cái này. Rồi sale luôn cái này cho mấy chị nè. Cái này á là túi eo vì nâu. Ở là mấy chị ghi cho em là móc khóa nâu. Mấy chị coi nè. Đừng son nha, đừng kẹo ngậm ho nha. Đấy. Đừng dầu nha, đừng nước hoa nha. Đấy ha. Mấy chị đừng tiền ha, đừng thẻ xe nha. Đây. Sướng chưa? Móc khóa nâu. Người ta bán 75-90 ngàn. Em bán tặng mấy chị 19. Á lộn 49 ngàn. Nha mấy chị nha. Em bán tặng mấy chị 49 ngàn. Chị nào lại lên giùm cho em, gửi chị em là móc khóa nâu 49 ngàn. Nha mấy chị nha. Móc khóa nâu 49 ngàn. Chị nào lại lên giùm cho em, móc khóa nâu 49 ngàn. Nha mấy chị. Cái này là vừa bán vừa tặng nha mấy chị nha. Đựng được nhiều đồ lắm nha mấy chị. Đựng tiền nè, đựng thẻ xe nè, đựng đủ thứ hết nha mấy chị nha. Rồi chị nào lại lên giùm cho em ạ. Sữa tắm bé đang hết hàng rồi em ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại ghi giùm cho em ạ. Móc khóa nâu. Không phải mấy chị, mà bữa nay nó sale đắt quá. Bây giờ cái chai sữa tắm đó bây giờ 180 đã tới 190 rồi. Bây giờ chị còn tiền vận chuyển nữa gì rồi chị. Bữa nay sữa tắm nó không có sale em ơi. Đúng là cái loại đó bây giờ ở hở nó hot quá trời luôn. Ở trong siêu thị nó bán rất là mạnh luôn nha em. Nhưng mà bây giờ nó hot sale rồi, giá cao quá chị không gom. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại ghi cho em. Móc khóa nâu. Móc khóa nâu 49.000. Chị nào lại lên đơn ha. Móc khóa nâu 49.000. Móc khóa nâu 49.000 nha mấy chị. Ok trà mi này. Rồi đây cái kẹp này mấy chị, em còn được, em còn gom được chắc cũng ít nữa chứ cũng không được nhiều nha. Này mọi người đẹp quá. Đây này mấy chị, cây kẹp này, kẹp đá giùm em này. Còn nha anh Kim ơi, còn nha em. Rồi nha mấy chị ơi, đây cái kẹp đá này mấy chị coi nè. Nếu mấy chị kẹp lên mà không sang em cho mấy chị trả hàng. Cầm cái kẹp lên mà không đã cái nư mấy chị em cho trả hàng ha. Nha mấy chị nha, coi giùm em nè, kẹp đẹp lắm. Mấy chị coi nha. Kẹp lên rất là sang luôn nha mọi người. Kẹp lên rất là sang luôn. Mấy chị coi giùm em nè. Bao sang luôn nha mọi người nha, bao sang luôn. Kẹp đá 55.000 một cây. Mấy hôm em sale cho mấy chị 30. À dễ hả? 30-35.000 một cây. Bữa nay bán rẻ mấy chị 19.000 cây. Chị nào lấy kẹp đá lên giùm cho em, kẹp đá 19.000 cây. Mấy chị coi giùm em nè. Kẹp đá 19.000 một cây, một cây một màu, 5 cây 5 màu giùm cho em 19.000 một cây. Chị nào lấy lên giùm cho em. Kẹp đá 19.000, kẹp đá 19.000. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Kẹp đá 19.000, kẹp đá 19.000. Rồi chị nào lại lên giùm cho em nha mấy chị nha. Kẹp đá 19.000 lên đơn giùm cho em ạ. À, nha mấy chị. Rồi kẹp đá 19.000 nha mấy chị nha. Kẹp đá đẹp chị mua rồi, em cảm ơn chị nhiều thiệt. Mấy chị ơi xài ngon lắm. Nha mấy chị nha. Mà nó sang nữa nha mọi người, có 19.000 cây à. Rồi nha mấy chị nào lại lên giùm cho em ha. Kẹp đá 19.000, kẹp đá 19.000. Rồi chị nào lại lên đơn giùm cho em. 19.000 một cây thôi nha mấy chị nha. Lấy tranh thủ em gom ha mọi người ha. Rồi em gom tiếp cho mấy chị cái gói siêu thơm. Đó lộn. Cái gói thơm quần áo giùm cho em. Gói thơm quần áo này mọi người. Gói thơm quần áo nha. Gói thơm quần áo nha mấy chị nha.
Này mấy chị coi giùm em này. Đầu trồ mới cái xé bằng phát là cái mùi thơm đó. Nè, cái gói thơm này mấy bà tỏ bỏ vô tủ quần áo cho tôi coi. Trời ơi, nó thơm mà thơm sướng luôn nha mấy chị nha. Kẹp đá mấy chị lấy một cây một màu, hai cây hai màu, bốn cây bốn màu. Này mấy chị, cái kẹp này mấy chị bỏ vô trong cái tủ quần áo, mấy chị treo trong tủ quần áo. Tôi nói thiệt mấy bà nha, mấy bà mỗi lần mấy bà lôi cái áo ra mấy bà mặc nha, nó thơm như nước xả luôn. Thơm đã lắm. Nè, nó có cái cọng dây để mấy chị treo lên. Còn nếu mấy chị mà không treo á, mấy chị bỏ vô trong cái tủ á, như con em mấy chị nó có mấy cái hộc. Em kéo cái hộc ra em bỏ vô. Em kéo cái hộc ra em bỏ vô. Thứ nhất nè, nó bám mùi thơm trên quần áo, khi con mặc vô thì cái mùi thơm tự động nó tỏa ra thôi. Cái thứ hai là nó chống chuột dán, chống hôi, chống ẩm mốc cho mấy chị, đặc biệt vô mùa mưa mình phơi đồ chưa kịp khô mấy chị, mình bỏ vô tủ là nó dễ bị mốc và dễ bị hôi. Thì mấy chị nói chung này, mọi người ai cũng muốn thơm thơ, nói thẳng ra một câu vậy mấy chị ha. 55.000 gói, bây giờ em bán mấy chị 3 gói 99.000. Với chị em là một set thơm quần áo 99.000. Một set thơm quần áo 99.000, 3 gói nha. Thơm đã lắm. Trời ơi, cái mùi nó thơm đã lắm mấy chị ơi. Chồng thử cái này. Thơm. Thơm lắm. Với chị em set thơm quần áo, một set hai set. Bình thường 55.000 gói đúng không? Bây giờ mấy chị em bán nguyên set 3 gói luôn. Đáng lý là tới 165.000 là 3 gói đúng không? Bây giờ 99.000 3 gói. Chị nào lấy với chị em là set thơm quần áo 99.000, set thơm quần áo 99.000 3 gói nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, rẻ lắm mấy chị, 99.000 3 gói vậy là còn bao nhiêu tiền gói cho? 33.000 hả? Vậy là tính ra còn có 33.000 thôi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Gửi giùm chị em là set thơm quần áo nha mấy chị nha. Thơm đã lắm mấy chị ơi, thơm ok lắm. Set thơm quần áo, ghi chữ set thơm quần áo vô giùm cho em nha mấy chị nha. Set thơm quần áo 99.000 3 gói nha mấy chị. Set thơm quần áo 99.000 3 gói. 99.000 3 gói. Chị nào lấy? Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. 99.000 3 gói, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. 99.000 thôi nha mọi người nha, nhưng mà xài tốt. Rồi, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi mấy chị nha, 99.000 3 gói. Rồi. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên set 2 set ok chị, 1 set ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, ghi giùm chị em là. Rồi mấy chị nha, set ạ. Rồi, lên giùm chị em nha, set thơm quần áo, set thơm quần áo. Rồi nha mấy chị nha, set thơm quần áo nha mấy chị ơi. Ha, set thơm quần áo nha mấy chị nha. Set thơm quần áo nha mấy chị nha. Rồi, set thơm quần áo lên đơn. Set thơm quần áo, một set nha mấy chị, một set thơm quần áo. Rồi, bây giờ em lên cho mấy chị cái cực phẩm này là em bảo đảm là mấy bà không lấy là uổng nha. Mấy chị biết sao không? Quà này không dám like. Hỏi cái siêu thị kêu là không còn hàng. Không dám like luôn, bữa nay có hàng. Sale. Bữa nay có hàng gom được cho mấy chị nè. Một gói 300g 69.000. Bữa nay siêu thị sale còn 39.000 một gói bột giặt đỏ của Thái luôn. Chuẩn từ trong siêu thị xách tay về mấy chị, nói điêu mất lọc nha, không cái ra chợ mua nha mọi người. Bột giặt đỏ tại trong siêu thị giùm cho em. Hai ngày nay nha mấy chị nha, ngày nay là ngày bữa nay qua ngày này thứ ba rồi cho. Bữa nay em qua ngày này qua thứ ba rồi mấy chị. Mà em nhín miết em không dám like nha mọi người nha, bởi vì mấy chị biết sao em biết chứ, mỗi lần mấy chị lấy rất là nhiều. Có chị lấy 10 bịch, có chị lấy 20 bịch là em sợ không có đủ đơn. Tại mấy chị lấy nhiều lắm. Cho nên nó mấy chị nào bây giờ là có rồi, mấy chị ơi nói em sớm rồi em đi gom nha mọi người nha. 300g bình thường là 69.000. Bữa nay chị còn có 39.000 à mấy chị, nó rẻ tới 30.000 nữa. Nha mấy chị nha, cho nên mấy chị nào lấy thì lên giùm cho em ạ. Lên giùm cho em là bột giặt đỏ 39.000. Nó tới 5 công dụng, nó là 5 trong 1 mấy chị coi em này, 5 trong 1 ha. Thứ nhất này mấy chị là nó sẽ không có bị bay màu vải áo. Thứ hai là nó lưu hương hoa trên cái vải ha. Thứ ba là sạch đi cái vết bẩn,
cái thứ tư là nó mềm vải, và cái thứ năm là bột nhiều. Bột mấy chị, bột nó giặt nhiều nha mấy chị nha, sạch đồ ok lắm mấy chị. Nói chung bột giặt đỏ là nó nổi tiếng của Thái Lan từ hồi giờ rồi. Chị nào lấy gửi chị em là bột giặt đỏ 39 nha. Mấy chị lấy bao nhiêu gói lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Này mấy chị nha, cứ giùm cho em bột giặt đỏ lên đơn giùm cho em, bột giặt đỏ lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Lấy mấy bịch bao nhiêu lên giùm cho em nha mấy chị nha. Trời ơi rẻ lắm mọi người ơi. Ô đó thấy không, mấy chị cứ lấy 5 bịch 10 bịch không à. Vậy mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Khi nào có hộp nem cờ no hả, để em coi thử chị ơi, để em coi thử nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha, cứ giùm em là bột giặt đỏ. Đấy thấy không, em biết mà. Cứ giật 5 bịch, 10 bịch, 5 bịch, 10 bịch mấy bà cứ gắn tới. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm chị em bột giặt đỏ, bột giặt đỏ. Lên đơn giùm em bột giặt đỏ nha mấy chị nha. Đây mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Cứ giùm chị em nha mấy chị nha. Bột giặt đỏ 39.000 gói, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. 2 kịp đá ok chị. Rồi giờ mấy chị nha, chồng nhớ không chồng? Chồng nhớ không? Rồi giờ mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Cá nha Ngọc Trăng ơi, cá như em. Trời chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi giờ mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi, không, em mặc là đồ bộ chị, không có bán nha chị nha. Rồi, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. À. Rồi, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi, chồng đưa trang vợ cái chai dưỡng body ấy. Dưỡng body anh pha ấy. Với lại vị kích trắng nữa. Rồi, mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Không, cái vỉ mà con vợ xé ở đâu. Ủa ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ủa mà này ai hỏi em cái này hả? Đấy bột thịt giặt đỏ ok chị. Rồi nè mấy chị ơi, cái này là hít mũi xanh giùm cho em nha mấy chị, hít mũi xanh nè. Mới này ai hỏi em á. Không quên. Hít mũi xanh em gom mấy chị 19.000 cây, chị nào lấy lên cho em hít mũi xanh 19.000. Hít mũi xanh 19.000 cả rồi, cả rồi. Hít mũi xanh 19.000, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm đau đầu. À, stress căng thẳng thần kinh thì mấy chị hít giùm cho em nha, 19.000 nha mấy chị, 19.000 nha mấy chị nha, 19.000. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Hít, ớ lộn, lộn, hít mũi ông già. Mấy chị ghi giùm cho em, hít mũi ông già. Ngứa mũi này, nghẹt mũi này, viêm mũi dị ứng này, chảy mùi nước này, đau đầu này, stress này, căng thẳng thần kinh này. Hoặc là mấy chị mệt mỏi nha mấy chị nha, mấy chị có thể dùng cái dầu này mấy chị hít. Loại ông già này là loại tốt quá mọi người, ok lắm. Có 19.000 thôi nha mấy chị nha, có 19.000 thôi. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Các chị nào lấy lên giùm cho em ha. Ghi giùm cho em ạ. Hít mũi ông già 19.000, hít mũi ông già 19.000, hít mũi ông già 19.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Hít mũi ông già 19.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha. Có 19.000 thôi nha mấy chị. 19.000. Ghi giùm em hít mũi ông già. Rồi, bây giờ mấy chị hỏi em là có cái chai dưỡng body không đúng không? Bây giờ em lên cho mấy chị từng cái nha. Lấy em một kịp đá hả? Ok em. Rồi này mấy chị. Cái chai này á là cái chai này á là cái chai tẩy tế bào chết body nha mấy chị nha. Chai tẩy tế bào chết body giùm cho em này mọi người. Coi này mấy chị, tẩy tế bào chết body ha. Đây 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 đây, mấy chị coi giùm em này. Tẩy tế bào chết body nha mấy chị nha, tẩy tế bào chết body. Đây đây. Mấy chị coi giùm cho em ha. Này mọi người. Đó. Này mấy chị coi giùm em này. Đấy, mấy chị thấy không? Này mấy chị massage. Mấy chị hỏi em là Thủy ơi có tẩy tế bào chết body không? Đây bây giờ này mấy chị,
Cái chai tẩy tế bào chết body của Thái này xài ngon lắm nha mọi người nha. Chai tẩy tế bào chết body của Thái này xài ngon lắm nha mọi người. Đây mấy chị coi dùm cho em nè. Đây nè mấy chị, nó ra tế bào chết mình xài đã lắm mấy chị ơi. Nó khác với lại tẩy tế bào chết bình thường là cái này nó tẩy khô. Có nghĩa là cái da tay mấy chị đang khô như thế này, mấy chị chế lên rồi là mấy chị tẩy là nó sẽ ra nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, coi dùm cho em này mọi người coi nè. Nó ra tế bào chết nè, mấy chị thấy chưa? Nó ra hột hột rồi đó, đó. Nha mấy chị nha, nó tẩy là nó sẽ ra đi những cái lớp tế bào chết ở trên da cho mình. Rồi nè mọi người, đó thấy không? Đây nó ra nè, đấy. Nha mấy chị nha, nó ra nè. Nó ra khi mấy chị tẩy tới đâu á là cái vùng da của mấy chị nó sẽ sạch tới đó, mình tới đó và giúp trắng da cho mấy chị tới đó nha. Coi này mọi người thấy chưa? Đấy, tẩy tế bào chết này mấy chị, một cái chai tẩy tế bào chết body của Thái như thế này là 125 mc, mấy chị còn 85 ngàn ha. Chào, có cái giấy mc mấy chị còn 85 ngàn à. Chị nào lấy ghi dùm cho em là tẩy tế bào chết body 85 ngàn. Mấy chị tẩy tới đâu là da sạch tới đó và nó giúp sạch da cho mấy chị tới đó, trắng da cho mấy chị tới đó nha. Đà lắm mọi người. Nè mấy chị coi em này, mấy chị tẩy xong rồi mấy chị dùng sữa tắm, mấy chị tắm lại dùm cho em nha mấy chị. Mấy chị dùng sữa tắm, mấy chị tắm lại dùm cho em ha. Nha mấy chị nha, tắm lại nha mấy chị nha, chứ không phải lau khô đâu nha mọi người. Mấy chị phải tắm, tắm nó mới sạch được nha mấy chị nha. Chứ còn mấy chị lau không là nó không có sạch được đâu nha mọi người nha. Đấy đó, nha mấy chị coi em này. Khi mấy chị tẩy xong rồi là cái da mấy chị nó mềm hơn, nó mịn hơn và nó bọc tông, cái da nó sáng hơn so với lại cái chưa tẩy nha mấy chị coi này ha. Nó sáng hơn nha mọi người, sáng hơn với lại cái da chưa tẩy ha. Một tiếp tẩy tế bào chết body của Thái giá 125 mc mấy chị còn 85 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em, tẩy tế bào chết body 85 ngàn, tẩy tế bào chết body 85 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha, tẩy tế bào chết body 85 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em, có 85 ngàn thôi nha mấy chị nha, có 85 ngàn thôi. Mấy chị nào mà có xài kem dưỡng body thì em khuyên mấy chị nên mua cái này về mấy chị xài, xài thì nó mới sạch được da, rồi sau đó mấy chị mới xài kem dưỡng á thì nó sẽ nhanh trắng hơn nha mọi người. Chứ mà mình không có xài kem tẩy này, trời ơi sao mấy chị dính vô kề tay của em. Mình mà không có tẩy tế bào chết body, mình bôi kem body lên nó là nó rất là khó thẩm thấu ha, nó cực kỳ khó thẩm thấu hơn và nó nhanh nó lâu thấm da hơn nha mấy chị. Nó lâu trắng da hơn ha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em, tẩy tới bào chết body ha, tẩy tới bào chết body nha. Tẩy tới bào chết body nha mấy chị nha. 85 ngàn. Tẩy tới bào chết body 85 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em. Ôi ôi xài ngon lắm chị. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em 85 ngàn, 85 ngàn. Kem chống nắng nano ha. Bữa nay em sale còn 67 ngàn rồi nha chị nha. Rồi mấy chị dùng cái chai đó, mấy chị tẩy xong mấy chị mua thêm cái chai dưỡng body. Có nhiều chị hỏi em là Thủy ơi kem dưỡng body em lên cái chai loại này cho mấy chị nè. Mấy chị xài cái kem loại này nè. Mấy chị xài cái kem dưỡng body loại này nè để cho nó nhanh trắng ha. Đây nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị, đây chai dưỡng body nè. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Tẩy tới bị chết body rồi ok chị. Rồi, cái này là cái chai dưỡng body của hãng Alpha Butin nha mấy chị, của hãng Alpha Butin nha mọi người nha. Rồi, khi mấy chị muốn sử dụng á là mấy chị xịt cái này ra nè. Đó. Đây, dưỡng body Alpha Butin. Nha mấy chị nha, hàng cao cấp của Thái Lan này. Cái chai này là chuyên dưỡng và trắng da body nha mấy chị nha. Chị nào muốn dưỡng trắng nè, muốn mau trắng da, muốn mịn da, muốn đẹp da body mấy chị, đây thì mấy chị sử dụng cái này ha. Dưỡng body Alpha Abutin nha mấy chị nha, coi dùm cho em. Một cái chai như thế này á là giá 180, em gom mấy chị giá sale là 135 ngàn. Chị nào lấy thì lên dùm cho em nha mấy chị nha, ghi cho em là dưỡng body Alpha Abutin 135 ngàn. Dưỡng body Alpha Abutin 135 ngàn. Đây nha mấy chị nha, dưỡng body Alpha Abutin 135 ngàn. Nha mấy chị, dưỡng body Alpha Abutin 135 ngàn ạ. Nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha.
Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Đây coi giùm cho em này. Đã chưa? Trời ơi nó mướt da lắm nha mấy chị nha, coi giùm em này. Đã lắm luôn. Một chai dưỡng body Alpha Butin chỉ có 135 ngàn một chai thôi. Vừa dưỡng trắng vừa nuôi dưỡng da nha mấy chị nha. Và nó còn giúp cho mấy chị nào mà có bị sạm hoặc không đều màu da mấy chị, da tay của mấy chị này nó bị lão hóa là nó bị sạm á mấy chị, thì mấy chị sử dụng giùm cho em. Từ đây dưỡng tới Tết đi mấy chị ơi cho nó nhanh trắng. Một chai dưỡng body Alpha Butin 135 ngàn. Chị nào lấy thì ghi cho em dưỡng body. Mà cái điều khác biệt này mấy chị coi này, nó mướt ghê. Em mới tẩy tới rồi chết xong cái da nó mướt ghê mấy chị ha. Nó mướt mà cái kiểu như là nó mướt mà nó mướt sáng luôn mọi người. Em thoa body lên cái là nó mướt lắm mấy chị này ha. Dưỡng đã lắm. Không bết, không rít, không có bị khó chịu nha mấy chị nha. Không bết, không rít, không có bị khó chịu trên da của mình. 135 ngàn. Chị nào lấy ghi giùm cho em là dưỡng body Alpha Butin 135 ngàn nha mấy chị. Đà lắm. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em là dưỡng body Alpha Butin 135 ngàn. Dưỡng body Alpha Butin 135 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. 135 ngàn thôi nha mọi người nha. Lên đi mấy chị ơi. Chai này đã lắm nha mọi người nha. Không mua uổng lắm á mấy chị. Thấy không coi này. Mấy chị thoa lên là cái da nó mềm, nó mịn mà nó mướt liền luôn mấy chị ha. Nó đẹp cái da cho mình lắm. Mà nó không bết, không rít da nha. Không có lộ vân kem luôn. Mấy chị thấy không? Tại vì nó là dạng lotion cho nên mấy chị thoa tới đâu là nó thấm hết cho da cho mấy chị tới đó rồi. Nó không có bị lộ vân kem hay là này kia gì hết trơn á. Mấy chị thoa tới đâu thấm tới đó. Đẹp lắm. 135 ngàn. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em là dưỡng body Alpha 135 ngàn ha. Dưỡng body Alpha 135 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi mấy chị nào mà muốn kích trắng nhanh hơn thì mấy chị mua thêm cái vị kích trắng này nữa nè. Mở cái chai mấy chị nha, mấy chị mua thêm cái vị kích trắng này gì mấy chị trộn chung vô cho em đi. Mở nắp nè mấy chị. Đây cái nắp này, cái chai này mấy chị, một vỉ như thế này là có 10 viên thuốc kích trắng ha. Mấy chị mở cái nắp này ra đây mấy chị nha. Mấy chị mở cái nắp này ra. Ôi sao không mở được gì chồng, trơn quá, tay giờ trơn quá. Đây mấy chị nha, mở cái nắp này ra rồi mấy chị trút thuốc ra lòng bàn tay. Rồi mấy chị nha, trút hết dầu gội rồi nha mấy chị ơi, khỏi đợi nha, hết dầu gội rồi nha mấy chị, hết dầu gội rồi, không còn dầu gội ha. Rồi mấy chị nha, trút thuốc chưa? Đó, mấy chị thấy không? Mấy chị xài tới đâu mấy chị trút thuốc ra tới đó giùm chị nha mấy chị nha. Cái thuốc mà nó dễ mấy chị, có nghĩa là nó nhiều quá mọi người. Nó hơi dễ chút xíu, nó hơi cứng cái viên thuốc lại là mấy chị bóp ra giùm em nha. Giờ nó nén cái viên thuốc này nhiều quá. Này mấy chị, đó ha. Rồi sau đó mấy chị xịt cái chai dưỡng này lên. Đấy, nè. Sau đó là mấy chị trộn lên. Mấy chị xịt ra, mấy chị đổ ra, mấy chị xịt là đủ dưỡng hai cái bàn tay cho mình, ôi là hai cánh tay cho mình ha. Đấy, rồi sau đó là mấy chị thoa lên. Trời ơi, da lì như da trâu cũng trắng nha mấy chị. Da lì như da trâu cũng trắng luôn nha mọi người nha. Vị thuốc kích trắng là 49 ngàn một vỉ. Chị nào lấy lên cho em ha. Mấy chị ơi, chấm bài tương tác lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác lên giùm cho em. Đấy, đây nha mấy chị nha. Xài là hơi bị đỉnh luôn ấy. Nha mấy chị, vị kích trắng có 49 ngàn một vỉ 10 viên luôn ha. Mấy chị thoa tới đâu mấy chị làm như vậy tới đó chị em cho nó nhanh trắng nha mọi người. Thoa tới đâu mấy chị làm, có nghĩa là mình thoa kem tới đâu thì mấy chị pha tới đó luôn cho nó ok nha mấy chị nha. Rồi vị kích trắng là 49 ngàn một vỉ. Chị nào lại lên giùm cho em ha. Vị kích trắng 49 ngàn một vỉ, chai dưỡng body Alpha 135 ngàn ha. Body Alpha, dưỡng body Alpha 135 ngàn. Vị thuốc kích trắng 49 ngàn một vỉ. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chai dưỡng này là quá ok luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì nhanh tay nha mấy chị nha. Có 135 ngàn một chai nha mấy chị, có 135 ngàn một chai thôi. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Rồi còn cái tẩy tế bào chết body là 85 ngàn. Tẩy tế bào chết body 85 ngàn nha mấy chị. Tẩy tế bào chết body 85 ngàn ha. Mấy chị nào mà lâu rồi mấy chị chưa tẩy thì mấy chị mua cái chai tẩy này giùm mấy chị, tẩy tế bào chết đi, 1 tuần 3 lần ha. 1 tuần 3 lần giùm cho em dành cho body nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha, chống nắng năng pha thì mất rồi. Chống nắng năng pha thì 79 ngàn một hũ ha. Chống nắng năng pha 79 ngàn. Chống nắng năng pha 79 ngàn nha mấy chị. Chống nắng năng pha 79 ngàn. Đây mấy chị nha, chống nắng năng pha 79 ngàn. Đây 79 ngàn.
Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị nha. Em lên tiếp cho mấy chị cái hũ đặc trị thâm nách và hơi nách giùm chị em nè. Chị nào mà bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa mấy chị mà còn thâm nách á, mấy chị sử dụng giùm chị em. Cái thứ hai á mà bị hơi nách, già hơi nách, trẻ hơi nách, đàn ông hơi nách, đàn bà hơi nách, chị em phụ nữ mình mà bị hơi nách mấy chị sử dụng giùm chị em ha. Mà ai đã bị thâm, đã bị hôi mấy chị xài cho em đi, mà xài là sẽ hết thâm hết hôi nha mấy chị nha. Trời ơi cái này nó hiệu quả lắm mấy chị ơi. Thâm đen thui, thâm đen xì, thâm dữ lắm, thâm ơi là thâm luôn, xài cũng hết. Mà mấy chị bị hôi nách nha mấy chị nha, nặng mùi lắm luôn Thủy ơi. Nha mấy chị nha. Bị hôi nách nặng mùi lắm Thủy ơi, mấy chị xài cái này giùm cho em đi cũng hết luôn. Một hũ như thế này là 160, em sale mấy chị còn 85.000 à. Chị nào lấy ghi giùm cho em là đặc trị thâm nách 85.000, đặc trị thâm nách 85.000 nha mấy chị nha. Đặc trị thâm nách 85.000. À lộn, 87.000, xin lỗi mọi người. 87.000, 87.000 nha mấy chị nha, 87.000. Nó là chuyên về đặc trị thâm và trị hôi luôn nha mọi người nha. Hay lắm mọi người ơi, hai cái bệnh háng mấy chị bị thâm á, mấy chị xài cũng hết. Cái mông mấy chị bị thâm mấy chị xài cũng hết. Đầu gối khuỷu tay mấy chị bị thâm mấy chị xài cũng hết. Bị thâm mắt cá chân mấy chị xài cũng hết giùm cho em. Đặc biệt là cái vùng nách nha mấy chị nha, thâm nách hoặc hơi nách là mấy chị xài cho em đi, xài là sẽ hết giùm cho em ạ. Chỉ có 87.000 một hũ thôi. Chị nào lấy ghi giùm cho em là đặc trị thâm nách 87.000 nha mấy chị. Đặc trị thâm nách 87.000. Đặc trị thâm nách 87.000. Rồi chị nào lấy lên đơn. Đặc trị thâm nách 87.000 nha mấy chị nha, 87.000 thôi nha mọi người ơi. Hay lắm mấy chị. Trong cái túi sách gì đâu. Túi sách tình yêu đâu. Đây mấy chị nào lấy giùm chị em, đặc trị thâm nách 87.000, đặc trị thâm nách 87.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, 87.000 thôi. Xanh đan chồng đưa cho vợ đôi xanh đan thanh đan đúc, nó chỉ còn màu trắng thôi, màu đen hết rồi, cháy kho rồi. Rồi mấy chị nào lấy giùm chị em, cứ cho em đặc trị thâm nách nha mấy chị, hay lắm. Nói chung á là mình nào mà có bị thâm bị hôi thì em khuyên mấy chị nên xài. Nha mấy chị, chứ không ai mà đi nuôi thâm nuôi hôi hết trơn mấy chị ơi. Thâm nách cực kỳ hay, em xài một hũ giảm thâm quá trời luôn, mùi hôi cũng không còn, lấy em thêm một hũ nữa ok lắm em ơi. Hello madam, hello. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy cho em ạ, đặc trị thâm nách 87.000, đặc trị thâm nách 87.000. Chỉ có 87.000 thôi mà xài tốt lắm nha mấy chị nha. Đừng có tiếc mấy chị, nhiều khi á mấy chị biết vì sao, nhiều khi á là bị hôi á, cái người mà bị hôi á nhiều khi mấy chị không có biết là mình bị hôi luôn. Cái người bên cạnh đó là người ta ngửi cái mùi hôi của mình, người ta rất là khó chịu. Mà mình cũng không có tự tin nha mấy chị, khi mà mình biết bị hôi nách rồi mình không có tự tin được. Thì khi nào mà mấy chị có thì mấy chị nên điều trị đi nha mấy chị nha. Để nó lâu thì nó lại càng nặng mùi hơn chứ nó cũng không có bớt được cho mình. Thì mấy chị mua đi để dành về xài ha. Chỉ có 87.000 một hũ thôi nha mấy chị. Cái đôi xanh đan đúc này mọi người, xanh đan đúc này. Bữa nay chỉ còn màu trắng thôi nha mấy chị nha, màu trắng thôi. Nó có size là từ 36 cho tới 40. Nó có size là từ 36 tới 40, đúc nguyên chiếc ha. Mấy chị sọt cái chân vô là mấy chị mang được liền luôn mấy chị nè. Nhanh gọn lẹ lắm mấy chị ha, nhanh gọn lẹ lắm luôn. Một cái đôi xanh đan như thế này mấy chị, em sale mấy chị 69.000. 69.000. Nha mấy chị nha, 69.000. Mềm và dẻo lắm nha mấy chị nha. Đấy, mềm và dẻo lắm, mấy chị mang á là rất là êm chân luôn. Nhưng mà cái size nó hơi nhỏ cho nên mấy chị tăng một size giúp em nha. Ví dụ như bình thường mang 35 á thì mấy chị cái đôi này mấy chị comment 36, mà mang 36 comment 37, mang 37 comment 38, mà mang 38 comment 39, mang 39 thì comment size 40 giùm em ha. Nha mấy chị nha. Chị nào ơn ghi chị em là xanh đan đúc màu trắng từ 36 cho tới 40. Chỉ có 69.000 à. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Ghi giùm cho em là xanh đan đúc lên đơn, xanh đan đúc lên đơn. Từ 36 cho tới 40, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. 36 cho tới 40, 69.000. Nhớ tăng một size giùm em nha. Mấy chị mà không tăng size là nó sẽ bị chặt nha mấy chị nha. Không có tăng size là nó sẽ bị chặt á. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em là chữ xanh đan đúc giùm chị em ha. Xanh đan đúc màu trắng từ 36 cho tới 40. Xanh đan đúc màu trắng từ 36 cho tới 40. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Cho đưa cho giờ kia. Ủa. Cái sữa thôi. Bánh gấu sữa. Đây mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị có giá là 69.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Đưa chân vợ lên chồng. Bánh gấu xanh với lại bánh gấu này mấy chị, cái này mà ai mà đi qua Thái rồi cũng đều gom luôn mọi người. Ở này trong sân bay với mấy chị, sân bay cả Việt Nam mình cũng vậy luôn. Sân bay này là một hũ người ta bán 35.000, 37.000. 37.000 một hũ ha. Nha mấy chị nha. Cái này là em gom mấy chị nguyên lắm.
Cái này là em gom mấy chị nguyên lắc ha. Một lắc như là bánh gấu xanh và bánh gấu. Này mấy chị, bánh gấu xanh nè. Ở ngoài là bánh gấu, ở trong là có sô cô la nè mấy chị thấy chưa? Ở ngoài là bánh gấu, ở bánh ở phía trong là có sô cô la nè. Cái này là bánh gấu xanh. Nha mấy chị, còn cái này là bánh gấu sữa. Mấy chị thấy không? Bánh gấu xanh, bánh gấu sữa, ở trong này là đổ sữa ra. Mấy chị coi em này. Nè mấy chị coi em ha. Ở trong này nó đổ sữa ra. Cắn phát là đổ sữa ra, còn này cắn phát là đổ sô cô la ra. Thấy chưa? Sướng chưa? Bánh gấu sữa và bánh gấu xanh. Một lắp như thế này là 180. Bữa nay em đi siêu thị em gom với chị sale này. 99.000 một lắp, tới 6 hũ luôn. Nha mấy chị nha chồng. 99 mà chia 6 ra là còn bao nhiêu? Rẻ hơn chỗ khác nhiều. Cái này mấy chị hay gom xách tay gì là hay gom 145 cho tới 165.000 lắp. Là nhiêu? Thôi 100 đi, 100 chia 6 là nhiêu? 16.000 mấy. Ô chị rẻ dữ vậy? Trời ơi sao rẻ dữ vậy? Chị nào lấy nó giùm cho em nha mấy chị nha. Cứ giùm cho em là bánh gấu xanh hoặc bánh gấu sữa 99.000 lắp, mà một lắp nó tới 6 hũ. Ô bánh này nếu mấy chị mà ăn không ngon em cho mấy chị trả hàng nha. Bánh này nếu như mấy chị ăn không ngon em cho mấy chị trả hàng. Cái này thường hay bán lẻ ra là cứ 35.000 hũ, 35.000 hũ. Mà bữa nay em gom mấy chị nguyên một lắp này cả 99.000, tính ra có 16.000 mấy trăm đồng một hũ thôi. Cho nên mấy chị mua nguyên lắp đi. Nhà ai có con hoặc là mình gì mấy chị mua gì ăn ha. Ngon lắm mấy chị nha. Nó có sữa và nó có xanh. Gửi chị em là bánh gấu sữa hoặc bánh gấu xanh giùm chị em mấy chị. Chấm bài tương tác lên giùm chị em nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác lên giùm chị em nha. 99.000 nhớ ghi cái giá vô luôn. Mấy hôm em bán cái này là có sao nó dạy em xem mấy chị 125 đúng không? Cái chuyến đi Thái đợt trước là em gom mấy chị là 125.000 mấy chị. Chuyến này còn cái 99.000 à. Cho nên là mấy chị nào lấy lên em ha. Bánh gấu sữa xanh hoặc bánh gấu sữa bánh gấu xanh bánh gấu xanh hoặc là bánh gấu sữa giùm chị em nha. 99.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên chị em ạ. Mấy chị ơi mấy chị đặt hàng là có đó mấy chị à. Mấy chị lên đơn là có hàng rồi mấy chị. Tại vì chồng em đang ngồi kiểm tra từng cái đơn hàng của mấy chị cho nên mấy chị yên tâm nha. Mấy chị đặt hàng lên đơn là có thôi nha chị ơi. Ha, đặt hàng lên đơn là có hết nha chị nha. Ngày mai bên em sẽ chốt đơn nha. Rồi chị nào lấy với chị em bánh gấu sữa, bánh gấu xanh giùm chị em 99.000. Ưng loại nào lên cho em loại đó nha mấy chị. Ưng loại nào lên cho em loại đó ha. 99.000 thôi. Mấy chị coi em mà ha, ngon lắm. Xanh 99.000, sữa 99.000, xanh 99.000, sữa 99.000. Rồi lên đơn. Có 99.000 một lóc mình tới 6 hũ lận nha mấy chị nha. Chô ăn ngon lắm mọi người ơi. Ngon lắm. Nhưng mấy chị nha, con em nó làm rẹt rẹt luôn mấy chị. Khui ra một hũ là một thằng, hai thằng là hai hũ. Nó làm rẹt rẹt hết hết một ô liền. Cắn cái bánh ở phía trong ra nó sẽ... tức quá. Em khui cho mấy chị. Em cho mấy chị coi cái bánh này nha mấy chị nha. Em coi cho mấy chị cái bánh này. Có chồng có khui ra ăn rồi hả? Đây mấy chị nha, chị nào này. Từ từ mấy chị nha. Đây mấy chị nha. Đây mấy chị nha, đây ăn luôn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy gửi chị em là bánh gấu sữa, bánh gấu xanh lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị nha, 99.000. Nè mấy chị coi em nè. Thấy chưa? Chuẩn mua tại từ trong siêu thị bên Thái Sắp Tây về nha. Đây. Nè mấy chị coi em nè. Em cho mấy chị coi nè. Cái bánh này mà chị nó ăn rồi ghiền lắm. Mấy chị coi em nè. Đây. Mấy chị coi cái bánh nó nè. Sữa trong đó chị. Sữa trong, thơm thơm đi, rất chua, ngon quá. Mấy chị trong này là chích vô mới được, như chích sữa vô á. Em hứa luôn, nếu không ngon em cho mấy chị trả hàng. Nếu, mà mấy chị coi này, sữa rất là nhiều ở trong nha. Nếu không ngon, em cho mấy chị trả hàng. Trời, ngon quá. Ngon quá. À mấy chị nha, chị nào lấy em. Với chị em bánh gấu sữa 99.000 đó. Ngon quá. Bánh gấu xanh ghiền luôn á. 99.000 lắm. Chị nào lấy lên giùm cho em. Ưng sữa lấy sữa, ưng xanh lấy xanh giùm cho em 99.000. Trời ơi quá ngon. Rồi chị nào lấy lên cho em ạ. Ưng sữa lấy sữa, ưng xanh lấy xanh giùm em 99.000. Chấm bài tương tác lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác lên giùm cho em với mọi người ơi. Đây mấy chị nha, bánh gấu sữa xanh rồi ok chị. Một lắp bánh gấu sữa, một lắp bánh gấu xanh. Mấy chị ghi rõ rõ giùm em với nha mấy chị nha. Có 99.000 thôi nha mọi người ơi, có 99.000 thôi. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Ủa chồng, mấy chị hỏi xách kem đánh răng bằng dậu quên. Kem đánh răng ông già đâu? Bây giờ mấy chị hỏi mà quên nha. Rồi mấy chị nha, xách kem đánh răng ông già.
Rồi chị nào lấy lên chị em ha. Rồi đây này chị, số kem đánh răng ông già này. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, đặc biệt bị hôi miệng thì mấy chị sử dụng dùm cho em ạ. Bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, bị hôi miệng mấy chị sử dụng dùm cho em nha. Một set 2 tiếp, giá của nó là một set 2 tiếp nha mấy chị. Một set 2 tiếp nha mấy chị ơi. Một set 2 tiếp. Giá của nó là 145.000. Em gom mấy chị giá sale còn 79.000 một set 2 tiếp. Chị nào lấy lên em. Gửi cho em set kem đánh răng ông già. Set kem đánh răng ông già. Mấy chị xài đi những cái mảng bám hoặc là cao răng, vôi răng nữa mấy chị ơi. Nó từ từ nó bớt lần cho mấy chị. Nó giúp chân răng mấy chị trắng lần lần từ từ lên đã lắm. Với lại mấy chị biết sao, hôi miệng của mình đó mấy chị à, nó sạch lắm. Nó trị được hôi miệng đó mấy chị. Xài ok lắm nha mọi người. Một set 2 tiếp 79 nghe. Rồi chị nào lấy gửi dùm cho em là set kem đánh răng ông già 79 nghe. Chuyên đặc trị vàng răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị vôi răng, đặc biệt bị hôi miệng mấy chị sử dụng dùm cho em. 79.000 một set 2 tiếp. 79.000 một set 2 tiếp nha mấy chị. Ủa cái chỗ cái túi sách đâu không đưa nè. Rồi mấy chị nha, gửi dùm cho em ạ. 79.000 một set 2 tiếp. Chị nào lấy lên dùm cho em ạ, phải cái bọc này không? 79.000 nha mấy chị nha. 79.000 một set 2 tiếp. Chị nào lấy lên dùm cho em nha mấy chị. 79.000 ạ. 79.000 một set 2 tiếp. Chị nào lấy lên dùm cho em ha. Xài đã lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn dùm cho em ạ. 79.000 thôi nha mọi người. 79.000 thôi. Rồi chị nào lấy lên đơn dùm cho em. 79.000. Rồi lên đơn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái hũ cao gừng. Cái này là cao gừng chuẩn của Thái Lan dùm cho em nha. Nô chơi hàng nhái dùm em nha mấy chị. Cao gừng chuẩn hàng của Thái Lan dùm cho em. Mà mấy chị hàng Thái á, mấy chị sử dụng em này. Nóng nó lâu lắm mấy chị. Lần đầu tiên mấy chị xài nha, mấy chị cảm thấy nó mát lạnh ha. Nhưng mà mấy chị xài lại lần thứ hai đi, trời ơi nó nóng cả ngày luôn. Buổi sáng em thoa mà nó nóng tới chiều luôn mấy chị. Massage kỹ kỹ vô cho em nha mấy chị, massage kỹ kỹ vô. Nha mấy chị, cái vùng bụng mấy chị massage kỹ kỹ vô cho em. Trời ơi, đã lắm. Nha mấy chị nha, nó tan bỏ bụng ok lắm mọi người. Một cái hũ này siêu to bự khổng lồ. Giá của nó là bữa nay sale đi nha mấy chị nha, 135.000. Gửi cho em là hũ cao gừng 135.000, một hũ siêu to bự khổng lồ luôn. Cao gừng siêu to bự khổng lồ 135.000, thoa cho em một ngày hai lần, sáng tối sáng tối. Không có nha Phụng Minh ơi, không có nha. À, không có nha Trung Văn, Nguyễn Văn gì đó ơi, không có nha. Rồi chị nào lấy gửi giùm cho em là xét kem ống lột, gửi giùm cho em là hũ cao gừng. Hũ cao gừng 135.000, một hũ siêu to bự khổng lồ luôn, 135.000. Chuẩn từ Thái Lan xách tay về Việt Nam cho mấy chị nha. Nó nặng lắm mấy chị, nó nặng lắm. Nhưng mấy chị cái hũ này nó vừa to vừa bự mấy chị à, cho nên nó rất là nặng luôn ha. Rồi chị nào lấy gửi giùm cho em là hũ cao gừng 135.000, hũ cao gừng 135.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha. Hũ cao gừng 135.000, hũ cao gừng 135.000. Đấy. À mấy chị nha. Hũ cao gừng 135.000. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha. Hũ cao gừng 135.000. Mọi người ơi chia sẻ like giùm em với mọi người. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị nha. Một túi điện thoại 39k như em. Ủa cái túi này mà có 39.000 vậy ta? Túi điện thoại nào mà 39.000 vậy chị? Mọi người ơi chia sẻ like giùm em với mấy chị. Sao tự nhiên giờ họ mất tương tác dữ trời. Mọi người ơi sao giờ tự nhiên mất tương tác dữ mấy chị? Chia sẻ like giùm em với mọi người ơi. Sao giờ tự nhiên mất tương tác dữ trời. Chia sẻ like chấm bài giùm em với nha mấy chị nha, chia sẻ like chấm bài giùm em với. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Hũ cao gừng 135.000, hũ cao gừng 135.000. Chia sẻ like chấm bài giùm em với nha mấy chị nha, chia sẻ like chấm bài giùm em với. Rồi bữa nay ai hỏi em cái dầu à nha mấy chị nha. À cái đó là cái bóp vàng chị, chứ đâu phải túi đựng điện thoại. Cái đó là bóp vàng nha chị nha. Trời ơi thơm quá vậy. Rồi mấy chị ơi coi giùm cho em nè. Nha mấy chị, đây là cái dầu cù là này. Dầu cù là lá bồ đề này, mới này ai hỏi em đó. Cái hũ này là cái hũ size to nha mọi người. Cái hũ size đại ha, chứ không phải là size nhỏ nha mấy chị nha. Thơm quá trời luôn, cái hũ size đại. Một cái hũ dầu cù là như thế này mấy chị thoa được nè. Thoa được nè mấy chị, con trùng cắn ha. Con kiến cắn, con trùng cắn, con mũi cắn gì đó mấy chị đều thoa được. Cái thứ hai là mấy chị đau cơ mấy chị thoa được. Cái thứ ba này là mấy chị cảm lạnh mấy chị thoa trước ngực, thoa sau lưng, thoa hai lần bàn chân cho em, nó trị cảm lạnh luôn. Còn nếu bị ho, con nít hay người lớn gì cũng vậy, thoa trước ngực, thoa sau lưng, thoa hai lần bàn chân luôn cho em, nó trị ho luôn. Và thêm nữa những ai mà hay bị đau nhức, ví dụ mấy chị hay bị đau nhức người, mấy chị nhức xương, nhức đồ á, mấy chị dứt miếng dầu này ra hòa chung với nước ấm á. Mấy chị ngâm chân cho em có tầm 10 tới 15 phút mỗi tối trước khi đi ngủ mấy chị. Nó tốt cho sức khỏe cực kỳ luôn ha.
cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn nha mấy chị nha. Mà cái mùi nó thơm á. Dầu cù là xanh em gom với chị từ 85.000 còn 55.000. Chị nào lấy ghi giùm cho em là cù là xanh 55.000, cù là xanh 55.000. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Có 55.000 thôi nha mấy chị nha, 55.000. Chị nào lấy ghi cho em ạ, dầu cù là xanh 55.000, dầu cù là xanh 55.000 lên đơn giùm cho em. 55.000 thôi nha mọi người nha, 55.000 à, hay lắm. Nói chung là nên có một hũ này để sẵn trong nhà, nhiều khi mình cần có cái mình xài. Nha mấy chị, nhiều khi mình cần cái có cái mình xài ha. 55